xe chở em đi chợ nè. Ủa đâu mất tiêu rồi ta? Ông xã ơi. Ồ, anh nè. Ông xã, sao hôm nay anh gắn bông hoa tùm lum trên người vậy? Tặng em nè. Tặng em hả? Sao tặng em vậy? Ủa, em mà không nhớ hôm nay ngày gì hả? Là ngày gì nè? Là ngày kỷ niệm lần đầu mình gặp nhau đó. À ha, em nhớ rồi. Ta bên nhau như cây thuở ban đầu, hai đứa gặp giữa trời mưa ngâu. Em về đâu anh cho quá gian nè, lên xe anh chớ cho đỡ mỏi chân. Nhưng anh ơi nhà em xa lắm, ở bên kia đồi anh chớ có nói hồng. Chỉ cần em lên xe ngồi, đồi kia cao mấy anh đạp cũng qua. Hay là anh nói cho xuống, nửa đường quăng em xuống đứng bơ vơ một mình. Thật tình anh muốn làm quen, nên giờ nói thế để em vui lòng. Chứ thương thì dù có mấy sông, dù cho mấy núi anh cũng đèo em qua. Nhà em còn có mẹ già, mẹ em rất khó hỏi anh còn muốn đưa. Không đưa về thưa với mẹ già, làm sao anh có được người anh thương. Không đưa về thưa với mẹ già, làm sao anh cưới được người anh yêu. Em ơi. Gì đó anh? Sao mà hồi đó mới quen em đó, chở nó phải rè à? Sao giờ chở em thấy nó mệt quá, nặng dữ vậy em? À, em biết rồi hen. Bây giờ em già em xấu, anh chê anh chở em không nổi đúng không? Đâu có đâu, chắc tại... Tại sao? Dạo này bà xã anh ăn hơi nhiều nên nặng chút xíu. Chọc em hả? Ý, coi chừng té kìa. Ta bên nhau như cái thuở ban đầu, hai đứa gặp giữa trời mưa ngâu. Em về đâu anh cho quá gian nè, lên xe anh chớ cho đỡ mỏi chân. Nhưng anh ơi nhà em xa lắm, ở bên kia đồi anh chớ có nói hồng. Chỉ cần em lên xe ngồi, đồi kia cao mấy anh đạp cũng qua. Hay là anh nói cho xuống, nửa đường quăng em xuống đứng bơ vơ một mình. Thân tình anh muốn làm quen, nên giờ nói thế để em vui lòng. Chứ thương thì dù có mấy sông, dù cho mấy núi anh cũng đèo em qua. Nhà em còn có mẹ già, mẹ em rất khó hỏi anh còn muốn đưa. Không đưa về thưa với mẹ già, làm sao anh có được người anh thương. Không đưa về thưa với mẹ già, làm sao anh cưới anh yêu. Không đưa về thưa với mẹ già, làm sao anh cưới được người anh yêu. Anh hứa rồi đó, phải chờ em đến suốt đời đó nha. Anh nhắm mắt lại, anh thề với em luôn nè.